đi thế nào ngã rồi ác thế. Làm luôn nhá, tầm 10 15 phút. Nhanh thế anh. À, hay phết nhỉ. Cái này là chỉ việc ấn vào như này là chìa nó khác tự bật lại. Rồi ok. Cái này cùng chìa. Không cùng rãnh rồi. Cái ổ này thay rồi đúng không? Thay rồi anh thử cắm em được. Không cùng rãnh không được. Nó phải rãnh bên kia ở đây này. Cái rãnh này là bên trái này, cái này bên phải này. Đúng không? Cái này dùng cái khác thôi, dùng cái này khác cái kia, hai chìa khác nhau vậy đây nhá. Ok. Ôi con xe này uy tín phết nhỉ. Quả này là tự độ luôn à đúng không? Từ xe cũ là xe gì? Em còn chưa đi đua lại vừa mua hôm qua ấy. Thế em... Ok. Đây, thử cái. Hẳn hai cái luôn anh. Ừ, thử đi. Một cái được rồi. Độc đi thế nào ngã rồi ác thế. Anh em còn vứt một con ở xưởng ấy. Tôi ra đi mở được rồi. Cây xăng từ bên này sang bên kia thôi mà. Chắc vẫn à, nghe vẫn còn long bình đấy. Đấn vào đây này, nó khác tự ấy lên. Đấy, thế thôi. Được, xe đẹp ấy. Con xe này về gò lại không? Sơn lại hết nhỉ? Mình có xưởng à? À không. Ok. Rồi. Ok nhá, rồi về nhá, đi cẩn thận đấy. Ui trời đất, đi đứng về nhá.